Bây giờ mình phải khuấy thêm khoảng 300 vòng nữa là mình... Trời ơi, vậy biết chừng nào mới được uống. Thôi mệt quá, bây giờ đưa đây anh uống luôn cho nè. Hay quá, cảm ơn chị nha. Chết. Trời ơi, đã khác ghê luôn á trời. Yến ơi. Dạ. Em là có duyên lắm luôn á. Trời ơi, anh đừng khen vậy, ai đi cũng khen em á, khen vậy. Cái cà phê này Hưng cho anh. Đúng rồi, chị cho anh uống á. Anh chưa uống luôn, anh mới đưa cái tay vô vậy nè. Là không có đứa dớt đi luôn á. Đâu thì anh mua để phục vụ cho cái việc sáng tác của anh. Tại mỗi cái đàn nó có một cái tiếng nè, đúng không? Cho nên là anh phải mua mỗi cái đàn một cái tiếng cái để. Anh đang trêu ngươi cái kiến thức về âm nhạc của tôi. Tôi thấy những cái đàn nó có thể tạo ra được một cái đàn mà ra rất là nhiều tiếng động. Anh lấy cái cớ để mua đàn nhiều, rồi xong á, rồi bây giờ gắn điện vô, rồi dây điện chằng chịt với nhau, rồi hết lúc mà đàn nó mở cùng một lúc mấy cây đàn, rồi nó nổ, rồi cương cương này bốc cháy. Em nói là anh hiểu cái tầm kiến thức của em nó tới đâu rồi đó. Thì đó, anh thấy kiến thức em rất có, em rất có chuyên môn. Em biết sao không? Tại vì mỗi cây nó có một dây à. Anh nói cây gì? Cây piano, rồi cây đàn điện, rồi nhiều thứ lắm, em hiểu không? Ôi, em thấy là nhiều dây lắm chứ không phải một dây như anh nghĩ đâu. Em hỏi cái người chủ nhân nè, mỗi cây bao nhiêu dây? Mỗi cây nó chỉ có một cái đầu để cắm điện thôi em à. Tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang, hát vang la 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 la, là một khúc ca cho mỗi nhà.